Nổi tiếng trong y học cổ truyền về tác dụng giảm đau, giải cảm xúc rất hiệu quả, phải kể đến dược liệu củ bạch chỉ. Tự nhiên không vì đâu mà củ bạch chỉ lại được ưa chuộng đến vậy. Nhưng ai chưa biết củ bạch chỉ có tác dụng ra sao thì hãy theo dõi video này nhé. Củ bạch chỉ có công dụng giải cảm, hạ sốt và giảm cơn đau nửa đầu, chóng mặt rất tốt, đồng thời giúp giảm căng thẳng, diệt thần kinh và hỗ trợ máu huyết lưu thông, cải thiện chứng đau răng, khôi miệng, ù tai hiệu quả. Củ bạch chỉ còn là dược liệu giúp cầm máu rất tốt, hỗ trợ cho bệnh nhân đại tiện ra máu, bị chảy máu cam. Bạch chỉ làm giảm cơn đau bụng kinh, bên cạnh đó giảm đau mụn nhọt, mưng mủ, hỗ trợ các bệnh về mắt như sưng đỏ và chứng ra mồ hôi trộm. Ngoài ra, bạch chỉ còn góp mặt trong các bài thuốc giảm đau nhức xương khớp rất tốt. Cách sử dụng bạch chỉ đúng nhất: cảm lạnh, 3 gam mỗi vị gồm bạch chỉ, đậu khấu, cam thảo, sinh khương, thông bạch, táo tàu, 6 gam. Sắc uống, nếu cho ra mồ hôi thì bệnh nhân cải thiện. Đau bụng kinh, bạch chỉ 8 gam, nhu tóc, đan sâm mỗi vị cùng lượng 12 gam, quế chi, can khương, bán hạ, quốc kim mỗi vị cùng lượng 8 gam, sắc uống trong ngày và dùng 5 ngày trước kỳ kinh. Trị khôi miệng, bạch chỉ và sinh khung cùng lượng mỗi vị 30 gam, tán bột và trộn với mật ong để làm viên hoàng to bằng hạt ngô, ngậm 2-3 viên một ngày. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm cách sử dụng của bạch chỉ cũng như nhiều loại thảo dược tốt cho sức khỏe ở website hiển thị trên màn hình. Thảo dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán củ bạch chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.